Công trình cấp điện cho 81 hộ ở bản Núi Hồng, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã chính thức được hoàn thành. Như vậy đến nay, 100% số hộ ở xã Huy Thượng đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Công trình cấp điện cho các hộ bản Núi Hồng thuộc dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn 4 huyện của tỉnh Sơn La, gồm Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên và Phù Yên. Dự án có mức đầu tư trên 378 tỷ đồng, cấp điện cho 6.158 hộ dân, được triển khai trong năm 2017. Theo Công ty Điện lực Sơn La, dự kiến trước Tết Nguyên đán, đơn vị sẽ tổ chức đóng điện cho 69 bản, 29 xã với khoảng 4.100 hộ dân. Kế hoạch trong năm 2018 sẽ có trên 6.000 hộ dân thuộc dự án được cấp điện từ nguồn vốn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Theo lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết, trong số 27 tỉnh, thành phố do Tổng Công ty quản lý, tỷ lệ số hộ nông thôn được sử dụng điện đạt 98,35%, trong đó Sơn La là một trong những tỉnh miền núi với số hộ dân chưa được sử dụng điện lưới còn lớn, mới đạt 91,5%. Toàn tỉnh có hơn 25.000 hộ dân chưa được sử dụng điện lưới.